chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Sơn Đỉnh Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 3 tháng 8 thì Sơn Đỉnh lại tiếp tục phục vụ các bác với những cái sản phẩm loa và một cái dòng cassette cũng như tuner hàng bãi Nhật mới về. Và trong video này thì Sơn Đỉnh giới thiệu cho các bác cũng như test cho các bác là cặp loa Yamaha thuộc dòng loa Buxel 3 đường tiếng bass 16. Chất âm rất là hay, tuy rằng loa thì không quá cao to nhưng về hình thức cũng như kết cấu và cái phần âm, tức là phần tiếng của nó thì rất là người lớn. Hình thức loa rất là đẹp, góc cạnh căng cước còn đầy đủ và đẹp xuất sắc. Con này rất dễ phối ghép về âm ly. Các bác có thể ghép về những dòng âm ly Yamaha, âm ly Pioneer hoặc những dòng âm ly Sơn Xui đều đánh ra cái chất âm rất là tốt. Con này thì nó không kén. Bên cạnh đó thì Sơn Đỉnh giới thiệu cho các bác là một vài chiếc đầu cassette cũng như tuner của hãng Pioneer và của LOD. Bây giờ thì Sơn Đỉnh sẽ đi chi tiết quay cận cảnh cũng như báo giá cho các bác những cái sản phẩm trong video ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ quay về cặp loa, thì từ cái e căng của loa là quá xuất sắc, tem mác còn đầy đủ, không có một vết rách. Cũng như tuyến loa và thùng loa thì cặp loa thiết kế là loa 3 đường tiếng bass 16, gân của nó là gân vải lụa màng giấy, một chung, một tép, loa 3 đường tiếng. Cặp loa này thì kích thước rất là gọn gàng, chiều cao của nó đạt khoảng 34. Nó không quá cao to nhưng mà chất lượng âm thanh thì rất là hay, cũng như tiếng rất là tốt. Model của nó là Yamaha S75. Đấy. Dòng này nó có series là 905, được sản xuất tại Malaysia. Và cái dòng loa Yamaha này thì nó có trở kháng là 6 ohm các bác nhé. Góc cạnh đẹp, lỗ thông hơi phía đằng sau. Đây là chiếc loa còn lại. Đây thuộc mệnh danh gọi là bé hạt tiêu, vì chất lượng âm thanh của những dòng loa Yamaha thì họ thiết kế về cái chất âm rất là tốt. Loa 3 đường tiếng, thiết kế loa đối xứng bên trái bên phải, loa chủ series. Đấy. Góc cạnh thùng đẹp. Cặp loa này thì Sơn Đỉnh đang bán mức giá là 2.500.000 đồng cho một cái cặp loa Buxel của hãng Yamaha. Chơi rất tốt, phòng 30m², tiếng cực kỳ là hay, căng cước còn đầy đủ và đẹp xuất sắc. Tiếp theo thì Sơn Đỉnh sẽ quay cho các bác về những chiếc đầu cassette cũng như là tuner. Thì ở đây thì Sơn Đỉnh có một chiếc đầu cassette của hãng LOD. Size của nó là size 40, có hai đèn vu, hoạt động tốt tất cả các tính năng thu phát cũng như play. Đặc biệt là những dòng cassette này thì các bác có thể làm cái đường Rico cũng rất là tuyệt vời. Hiện tại nó đang chạy này. Đấy. Stop này, tour này. Size của nó là size 40 các bác nhé, sử dụng điện 100V. Khi chạy thì cái đèn vu sẽ phải. Hình thức rất là đẹp, hoạt động tốt, mặt mũi không bị chảy xước. Mức giá của chiếc đầu cassette này là 2.000.000 đồng. Còn ở phía bên dưới là một cái tuner, hay còn gọi là cái thớt radio hoặc là thớt đài ấy. Đây là của Pioneer, model của nó là 7.700. Thì cái thớt đài này các bác có thể lắp cho bộ 7.700, 7.900 của Pioneer cũng rất tuyệt vời. Cái phần đèn của nó này rất là sáng. Đấy. Tắt đi, bật đi. Đấy. Hàng này là hàng nội địa của Nhật, FM tần số 90, bắt được đài Việt Nam cũng rất là tốt. Anh em có thể là nghe đài cũng như bày vào những cái bộ âm thanh của nhà mình cho nó đồng bộ. Hình thức thì đẹp đen keng, không có chảy xước gì cả. Chiếc tuner của 7.700 này thì có mức giá là 1.000.000 đồng. Các bác dùng để nghe đài radio các bác nhé. Size của nó size chuẩn 42. Còn ở phía bên dưới này thì nó là một thớt cassette. Đấy. Cái này cũng là của Pioneer. Đây là Pioneer, sao mình đang tua vì cái này nó không có tín hiệu. Đây là Pioneer CT415. Size của nó cũng là size 42, mặt phay nhôm màu trắng, có tín hiệu âm thanh thì sẽ có đèn tia. Đấy. Máy móc rất là đẹp, hoạt động tốt tất cả các tính năng, thu phát tốt. Mức giá của chiếc đầu cassette này cũng là 2.000.000 đồng. Size của nó là size chuẩn 42, phù hợp để các bác bày về những cái bộ âm thanh của Pioneer cho nó đồng bộ. Đấy. Mặt phay nhôm màu trắng, thu phát tốt,
size chuẩn 42, có mức giá là 2 triệu đồng. Và cuối cùng thì Xuân Đình sẽ quay cho các bác, đó là một chiếc tuner của hãng Pioneer. Đây là dòng khủng tuner 8.900 mắc đôi. Đấy, cũng là hàng nội địa của Nhật. Khi có tín hiệu âm thanh thì đây có các cái đường cần gạt này, phím bật tắt nguồn này, đèn này. Size của nó là size chuẩn 42. Đây là của bộ Pioneer 8.900 mắc đôi các bác nhé. Máy nó rất là dày, nó dày như một chiếc âm ly ấy. Mặt phay nhôm màu trắng, đẹp xuất sắc, không có điểm chê. Thế được cái set này thì có mức giá là 1.500.000 đồng. Đài của nó tần số là FM 90, AM FM thì đều kêu tốt. Đấy, có mức giá là 1.500.000. Máy mắc khủng, đây các bác thấy rõ thì nó to hơn cả một chiếc cái đầu cassette ở phía bên trên. Máy rất là nặng luôn, nội thất thì đẹp, đen kem, mặt tiền không một vết chảy xước. Đúng xứng đáng là mang giá trị sưu tầm rất là cao, cũng như là để bày với những cái bộ âm thanh của Pioneer thì rất là tuyệt vời. Nên có thể các bác bày với bộ 7800 cũng được, 8800, 8900 thì đều ok. Vì size của nó đều là size chuẩn 42 hết rồi. Tuner của 8900 mắc đôi có mức giá là 1.500.000 đồng các bác nhé. Mọi thông tin chi tiết cũng như số điện thoại thì các bác cứ liên hệ cho Xuân Đình là 0395727582. Và địa chỉ mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Những sản phẩm này cửa hàng Xuân Đình đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác, xin kính chào và hẹn gặp lại.